sạm da, tàn nhang, nám má là rối loạn tăng sắc tố da. Nguyên nhân bên ngoài do tiếp xúc với nắng, bụi bẩn, hóa chất. Bên trong do suy giảm chức năng gan, thận, rối loạn nội tiết làm suy giảm đào thải sắc tố da. Điều trị tại chỗ ngoài da chỉ là tạm thời, không tác động từ sâu bên trong. Nám, tàn nhang có thể lan rộng và thâm đen hơn, sáng hồng nhất nhất, bổ gan, mát gan, giải độc, bổ thận âm, giúp cân bằng nội tiết, làm tăng đào thải sắc tố da, hạn chế lão hóa da, dưỡng sáng mịn da, giúp điều trị hiệu quả nám má, tàn nhang, da khô sạm, sáng hồng nhất nhất.